Em đã nói với anh rồi đúng không? Em nói với anh là em không đồng ý cho anh mượn giấy tờ nhà của má đi cầm. Vậy mà anh nghĩ sao mà anh dám nói với má anh mượn giấy tờ nhà của má đi cầm? Em không tin là anh làm vậy luôn á Hoàng. Anh làm như vậy anh coi được không Hoàng? Hả? Ôi em ơi. Kiếm ai vậy anh nhỉ? Kìa. Kiếm ai? Trời, nãy em đứng đây mà. Em nói anh trả lời em đi. Tại sao vậy Hoàng? Em không tin những cái điều mà anh có thể làm ra luôn á Hoàng. Anh nói chuyện cho em nghe đi Hoàng. Hả? Nói đi. Ơi. Anh kiếm ai đó? Ủa đâu rồi? Ủa sao em nhanh vậy? Nhanh cái gì? Sao tự nhiên nặng thế vậy? Dần chuyển qua đây. Bây giờ anh nói cho em nghe đi. Tại sao anh làm như vậy? Thì em cũng phụ anh nấu yến cho mẹ rồi em. Anh còn nhắc cái vụ nấu yến nữa hả? Hả? Ở đây ha, em chỉ có nghe lời anh ha, là đi nấu yến cho bà má ăn thôi. Em đâu có ngờ ha, cái tâm địa của anh ha, xấu xa như vậy ha. Ha, anh nghĩ sao vậy? Ôi em phải hiểu rồi, lúc đó thì anh xin má không cho, rồi anh rối quá anh thì có... anh buộc miệng anh nói vậy thôi. Nè ha, từ cái lúc đó ha mà anh mở miệng anh mượn giấy tờ nhà của má ha, má nhìn em bằng một cặp mắt hình viên đạn ha. Anh biết không? Anh hiểu không? Chứ bây giờ dạ... em không có dám nhìn mặt má luôn á. Thì anh cũng theo năn nỉ má, má cũng không có phản ứng gì thì anh mới nhờ em. Thì là tại bị gì? Go. Go trên đường. Mình làm gì? Đằng sau quay. Ông mặt vô tường. Đấy. Sao quay thế? Ông mặt vô vách tường. Vậy rồi. Ông mặt vô vách tường liền cho tôi. Rồi đó. Bây giờ anh nói đi. Ôi, anh em ơi. Nói cho em nghe đi. Bây giờ anh giải quyết như thế nào? Anh giải quyết làm sao? Bây giờ em quyết định. Anh không quyết định được, em tự quyết định luôn. Anh phải xin lỗi má. Anh không xin lỗi má, em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Hồi nãy giờ anh không cần phải nói gì hết trơn á. Anh im lặng đi, anh không nói một lời nào nữa trơn á. Anh không nói anh được cái gì. Gì? Chưa nói được cái gì luôn tỏ. Không có nói gì nữa trơn á. Ông mặt cái tù. Kim ơi! Kim ơi Kim! Gì má? Xuống đây coi cái con gì nè! Ôi má lại ở trong nhà mình có cái con gì đột nhập ghê quá Kim ơi! Ôi má, má nghĩ sao con là con của má mà kêu đột nhập gì ghê? Hả? Trời ơi, nữa rồi! Ông ơi! Thôi má! Làm gì ơi? Cứu tôi với! Trời cái gì vậy? Ơi! Cái gì? Tôi không chịu được. Má tôi chạy cái này. Ôi, từ. Sao sao? Sao má? Sao? Sao má? Sao gì? Sao vậy? Kệ tôi. Ôi. Cậu là ai? Con... Cậu là ai trong nhà này? Con là con của má. Không dám. Má, con biết lỗi rồi. Tôi không bao giờ có một cái cậu con trai nào trong khi là cha mẹ nó còn sống sờ sờ mà nó chia gia tài. Tránh ra. Không có má, con xin lỗi má. Kim ơi. Má. Con xin lỗi má, con nói rồi, con không chi gia tài nữa rồi. Con không chi gia tài nữa. Con biết con lỗi rồi, Má bỏ qua cho con đi. Mà chừng má sao vậy? Sao vậy má? Ôi. Thôi đi, buông ra đi. Đừng có dụ dụ tôi. Dụ dụ gì trời. Để con xoa bóp cho con. Con mặt đừng cứ ngồi vậy nữa. Đã lao thì đau thì mình dụi dụi chân nhẹ ra. Dụi ra. Dụi nhẹ ra, đó. Đau. Không sao biết sao vậy? Ừ, biết sao lúc này á, mỗi lần sáng mà ngủ dậy á, tay chân nó cứng nhắc luôn á. Cứng nhắc. Ừ, đứng lên không đứng được luôn. Nhức đúng không? Mỗi lần di chuyển á, nó kêu lục cục, nó nhức kinh hồn luôn. Ây cha, vậy là cái này nó giống như là khô dịch. Mà khô dịch nhờn, cái dịch khớp á, cái dịch khớp mà nó bị khô á má, mày hiểu không? Thiếu nhớt, thiếu chất nhờn trong cái khớp đầu gối á. Dạ. Ok này, con coi này, quay này, im. Mở ra, này, ok. Đó, lục cục, y như là đóng đinh trong nó vậy đó. Má hiểu không, cái này giống sao như con là mừng vậy? Sao con nói mà, má kêu lục cục, nó đau mà mặt con sáng rỡ luôn. Nghĩ sao mà, đây là tôi đau muốn chết luôn mà. Nó nói đó, cái đó là, cái này là khô gì? Khô dịch nhờn trong cái khớp. Dạ, thôi giờ má nghe lời con. Nhờn chứ gì? Đi khám bệnh. Bệnh gì khác? Đi khám bệnh, để bác sĩ coi cái khô cái dịch nhờ cho má. Thấy vô nó hơi đau. Má, con nói má nghe, con nghe nói là những người ví dụ như bị khô dịch khớp vậy, người ta sẽ ăn những món ăn như là rau đai nè, có chất nhờn trong nó nè ha, mồng tơi nè, rồi đậu bắp nè, đó, những cái chất đó sẽ làm cái tài, làm cho cái chất nhờn nó tái tạo lại. Ô, vậy hết không? Hết, con nghĩ là hả?
Vậy tôi khỏi đi khám. Bậy. Nhưng mà trước khi có đó đúng không đúng thì mình phải đi khám coi nó có bị khô dịch nhất hay không. Có gì người ta sẽ bổ sung thuốc bổ trợ cho má nữa. Khám bệnh nào? Đi. Người đẹp của lòng tôi. Nhẹ nhẹ từ từ. Không đi nổi, không thể đi nổi luôn á. Con cổng má hả? Chữ sao? Vậy đi. Let's set. Trời ơi. Đi.